Xin chào các quý phụ huynh, xin chào các thầy cô giáo và các bạn Vincer. Con là Thùy Dương, là học sinh của lớp 11A5 trường trung học Vin School The Harmony. Và hiện tại thì con đang cảm thấy rất vui khi được làm người dẫn chương trình cho EduRun Day ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp của giải chạy EduRun 2022 được triển khai trên toàn bộ hệ thống Vin School và nền tảng chạy trực tuyến 84 Race trong suốt gần một tháng qua. Chúng ta hãy cùng nhau khởi động và xuất phát cho ngày chạy đặc biệt EduRun Day để cùng nhau lan tỏa thông điệp chạy vì giáo dục, chạy vì sức khỏe và chạy vì cộng đồng. Ngoài ra bạn còn có cơ hội được nhận thêm rất nhiều những phần quà hấp dẫn đến từ các nhà tài trợ. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường EduRun Day đã được diễn ra như thế nào trong suốt một tháng vừa qua. Được tổ chức vào năm 2015 bởi hệ thống giáo dục VinSchool nhằm lan tỏa tinh thần vì sức khỏe, vì giáo dục, vì cộng đồng. Giải chạy EduRun đã kết nối hàng chục ngàn người tham gia mỗi năm và ghi dấu ấn về một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Từ nguồn ngân sách hơn 10 tỷ đồng của EduRun qua 5 lần tổ chức, nhiều phòng học, ngôi trường khang trang đã được xây dựng lên cho trẻ em nghèo tại những vùng khó khăn nhất thuộc tỉnh Sơn La, Quảng Trị, Điện Biên. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn cao đẹp, giải chạy EduRun nhằm khuyến khích mọi người ý thức rõ tầm quan trọng của sức khỏe, vượt qua những giới hạn của bản thân để bắt đầu và duy trì thói quen chạy bộ, luyện tập thể thao hàng ngày. Nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần vì sức khỏe, vì giáo dục, vì cộng đồng, hệ thống giáo dục VinSchool chính thức phát động giải chạy EduRun 2022 với chủ đề Race for Kindness. Tất cả phụ huynh, học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên tại VinSchool đều có thể tham gia giải chạy tại bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời gian nào và đóng góp cho quỹ từ thiện EduRun dưới nhiều hình thức. Mỗi cơ sở trong hệ thống đã tổ chức những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để hưởng ứng, quyên góp cho EduRun 2022. Hơn 17.000 chiếc áo EduRun với thông điệp nổi bật Race for Kindness đã được bán ra trên toàn hệ thống VinSchool, giúp phụ huynh, học sinh và cán bộ nhân viên VinSchool trở thành đại sứ của chương trình. Lợi nhuận thu được từ việc bán áo đã chuyển trực tiếp vào quỹ từ thiện EduRun. Bên cạnh các sự kiện offline tại các cơ sở trường, thử thách chạy trên nền tảng trực tuyến 84 Race đã thu hút hàng nghìn người tham gia, giúp tạo dựng thói quen luyện tập thể dục thể thao cho tất cả mọi người trong và ngoài cộng đồng VinSchool. Mỗi km của người chạy cũng được VinSchool trích nguồn ngân sách của mình 2.000 đồng để quyên góp vào quỹ từ thiện EduRun. Trên nền tảng 84 Race, chúng ta đã ghi nhận những cá nhân chạy bền bỉ với tổng số km nhiều nhất và những nhóm có tổng thành tích xuất sắc nhất để trao tặng những giải thưởng giá trị đến từ các nhà tài trợ. Đặc biệt, ngày chạy EduRun Day 2022, chạy online, offline cùng một thời điểm là một sự kiện vô cùng đặc biệt mà ban tổ chức EduRun Day dành tặng cho tất cả các bạn yêu thích bộ môn chạy bộ và muốn tham gia lan tỏa thông điệp của chương trình. Xin cảm ơn các nhà tài trợ Kim Cương, VinFast, nhà tài trợ Bạc, Vinburn Discovery và Gen Story, nhà tài trợ đồng hành VinWonders và 100 Plus. Các quý phụ huynh, các thầy cô giáo và các bạn Vincer vừa được xem lại một video clip ngắn điểm qua những nét nổi bật của sự kiện EduRun 2022. Và ngày được mong chờ nhất của sự kiện hôm nay đã đến, đó chính là EduRun Day ngày 8 tháng 5. Và ngày hôm nay, trên mọi nẻo đường, mọi người có thể tham gia chạy cùng EduRun chỉ với một đôi giày và một tài khoản Strava được kết nối với cả nền tảng 84 Race và một cung đường dài 5 km mà bạn tự chọn cho riêng mình. Hãy cùng nhau chờ đợi hiệu lệnh xuất phát của chương trình. Chúng ta sẽ lan tỏa tinh thần chạy vì cộng đồng, chạy vì sức khỏe và có cơ hội nhận được rất nhiều những phần quà hấp dẫn đến từ các nhà tài trợ nữa. Bước 1, bạn hãy chụp một bức ảnh thể hiện việc bạn đã sẵn sàng tham gia vào ngày chạy EduRun 2022, EduRun Day. Đăng tải ảnh và text chia sẻ cảm nhận của bạn về EduRun 2022 trên Facebook cá nhân để ở chế độ công khai kèm hashtag EduRun Day 2022 Race for Kindness. Bài post phải được thực hiện trước khi có hiệu lệnh xuất phát của chương trình. Bước 2. Theo dõi video EduRun Day 2022 được phát trực tiếp trên fanpage VinSchool từ 8:30 đến 9:00, đón chờ hiệu lệnh xuất phát của đại sứ EduRun được đưa ra trong video. Bước 3. Hoàn thành thử thách 5 km và gửi hình ảnh chụp màn hình hoạt động đó trên Strava cho ban tổ chức qua đường link bằng cách quét mã QR code đang hiện trên màn hình để ghi nhận kết quả và có cơ hội nhận được những giải thưởng. Một số lưu ý mà các bạn cần nhớ khi tham gia thử thách của EduRun Day ngày hôm nay. Người dự thi phải tuân thủ chặt chẽ 3 bước sau đây của EduRun Day để được coi là hợp lệ. Trong trường hợp có nhiều người tham gia hợp lệ và có kết quả chạy bằng nhau, ban tổ chức sẽ căn cứ vào chất lượng bài đăng ở bước 1, bao gồm chất lượng hình ảnh, nội dung chia sẻ và mức độ tương tác để xếp hạng người chơi. Người chạy hãy chọn đúng cự ly 5 km khi tham gia thử thách này. Nếu bạn chọn sai, kết quả của bạn sẽ không hợp lệ.
Khi đạt được 5 km, bạn cần phải ấn nút kết thúc ở trên Strava để ghi nhận kết quả trên 84 race. Hoạt động được xem là hợp lệ là chạy, đi bộ với giới hạn 1 km trong khoảng 3 phút 30 giây đến 15 phút, và được đồng bộ thành công trên hệ thống 84 race trong thời gian diễn ra thử thách. Mọi điều lệ của việc chạy trực tuyến đã được đăng tải trên trang 84Race đều được áp dụng cho ngày Edurun Day 2022. Giải thưởng bứt phá sẽ được trao cho 8 tài khoản cá nhân hoàn thành thử thách chinh phục 5 km sớm nhất trên nền tảng trực tuyến trong ngày Edurun Day 8 tháng 5. Giải vàng gồm có một huy chương Edurun, một xe máy điện VinFast Vento trị giá 56.350.000 đồng. 4 giải bạc, mỗi giải bao gồm một huy chương Edurun, một voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Vinpearl Discovery trên toàn quốc dành cho 2 người lớn và 1 trẻ em, gồm 3 bữa ăn mỗi ngày và voucher tại VinWonders Safari trị giá 14 triệu đồng. 3 giải đồng, mỗi giải gồm một huy chương Edurun, một gói giải mã Gen Gen Life Premium dành cho người lớn hoặc Gen Future Premium dành cho trẻ em trị giá 10 triệu đồng. Đó là những phần thưởng vô cùng hấp dẫn có phải không ạ? Hãy tiếp tục theo dõi video để chờ đợi hiệu lệnh xuất phát từ chương trình nhé. Vâng, và trước khi đến với thử thách ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem mọi người đã chuẩn bị và hưởng ứng ngày Edurun Day như thế nào nhé. Đầu cầu Vinschool Metropolis xin chào MC Thùy Dương, xin chào các quý vị phụ huynh. Đứng cạnh tôi đây là cựu người mẫu Thúy Hằng, là một phụ huynh của Vinschool Metropolis. Câu đầu tiên thì tôi xin phép được hỏi chị, với kinh nghiệm của mình thì chị có thể cho biết việc chạy bộ có lợi như thế nào trong việc rèn luyện sức khỏe và duy trì một vóc dáng khỏe đẹp ạ? Đối với Thúy Hằng nói riêng ấy, thì chạy bộ nó có rất là nhiều các lợi ích khác nhau. Đầu tiên thì là duy trì vóc dáng đã này. Tiếp theo thì sẽ giúp cho mình ngủ ngon, rồi giúp cho mình cải thiện về mặt trí nhớ, cải thiện và hỗ trợ để không bị tim mạch cũng như là tiểu đường, và giúp cho mình có một cái năng lượng tốt để mình có thể hồi phục lại để mình làm việc tốt hơn. Đây có thể là những cái lời khuyên vô cùng hữu ích đến từ chị Thúy Hằng, và hy vọng rằng các cô giáo cũng như là các bạn học sinh nữ của Vinschool sẽ lưu ý và ghi nhớ những cái lời khuyên này để sẽ có một vóc dáng rất là khỏe đẹp. Trong ngày Edurun Day, chị có thông điệp nào muốn gửi đến các bậc phụ huynh và các em học sinh Vinschool không ạ? Hằng mong muốn rằng là Edurun nó không chỉ lan tỏa thông điệp trong hệ thống của giáo dục của Vinschool mà nó còn lan tỏa đến tất cả các bạn học sinh và phụ huynh trên toàn quốc nữa. Theo đồng hồ của tôi, chỉ còn ít phút nữa Edurun Day 2022 sẽ chính thức bắt đầu. Vậy tôi muốn biết không khí ở các điểm cầu khác của Vinschool hiện tại đang như thế nào ạ? Dạ vâng, cảm ơn thầy Tuấn và cũng cảm ơn cô Thúy Hằng. Chúc cô cùng với con gái của mình sẽ có một buổi sáng thật vui vẻ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem các phụ huynh học sinh ở Vinschool Central Park đã chuẩn bị và hào hứng tham gia Edurun Day như thế nào nhé. Xin chào. Xin chào thầy Dương. Từ đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh thì con xin được gửi lời chào đến toàn thể quý phụ huynh, các thầy cô cùng các bạn Vinsers. Con là Yến Nhi, học sinh trường trung học Vinschool Central Park, và ngày hôm nay con rất vui khi được đến công viên Central Park để tham gia giải chạy Edurun Day. Và ngày hôm nay đứng bên cạnh con có cô Khánh Huyền. Xin được chào cô, ngày hôm nay không biết là cảm xúc của cô buổi sáng nay như thế nào ạ? Huyền rất là vui, năm nào cũng vậy Huyền được tham gia giải chạy Edurun này. Thì không những chỉ Huyền mà các thành viên và đặc biệt là bé út nhà Huyền rất là vui và rất là hào hứng. Hello Trang Nghi, không biết ngày hôm nay cảm xúc của em như thế nào khi mình tham gia Edurun Day? Em cảm thấy rất là vui khi được tham gia sự kiện này. Cảm ơn em. Vậy thì con có một câu hỏi dành cho cô Huyền, đó là không biết là vì sao trong những năm vừa qua cô luôn luôn ủng hộ sự kiện Edurun được tổ chức bởi Vinschool nè? Huyền nghĩ không phải chỉ một mình Huyền mà rất nhiều các phụ huynh của Vinschool Central Park tham gia sự kiện này, bởi vì đây thực sự là một sự kiện rất là có ý nghĩa, nhiều ý nghĩa trong một. Và với những cái ý nghĩa này thì Huyền nghĩ là chúng ta dành thời gian để tham gia, và hơn nữa là để đảm bảo cái sức khỏe của mình. Đấy là cái ý nghĩa đầu tiên. Và ý nghĩa thứ hai đó chính là đây là một cái giải chạy để gây quỹ. Quỹ này được đưa vào trường Vinschool sẽ hoạt động trong một cái gọi là một cái công việc rất là tốt, rất là thiện nguyện, đó là xây trường học cho các trẻ em nghèo. Thì Huyền nghĩ đây là một trong những cái mục đích của chúng ta trong cuộc sống, làm sao để cho tất cả những cái trẻ em ở vùng sâu vùng xa có được cái điều kiện tốt hơn bây giờ hiện nay. Khi mà các phụ huynh ở thành phố hiện nay được đưa các con em đến những cái ngôi trường to, cao, sạch, đẹp thì chúng ta càng thương hơn những cái gia đình gặp những hoàn cảnh khó khăn ở miền quê. Ở nơi đó thì Huyền nghĩ là cho dù muốn họ cũng khó có thể cho con có được một cái môi trường tốt, và đây là một cái cách để chúng ta có thể san sẻ với nhau trong cuộc sống và giúp cho con của chúng ta hiểu hơn về cái ý nghĩa của sự chia sẻ
Dạ, vậy thì con muốn phỏng vấn rõ thêm một tí đó là không biết là đối với cô sự kiện này có ý nghĩa như thế nào và theo cô là còn đối với cộng đồng thì sao? Sự kiện này cũng mang lại ý nghĩa gì ạ? Thì như Huyền đã nói rằng cái ý nghĩa này nó rất là lớn. Với cộng đồng thì nó là một trong những cái sự tham gia để giúp cho mọi người cùng có một cái sự đồng điệu, làm một cái công việc tốt và nó mang lại cái giá trị tinh thần. Và bên cạnh đó thì với mỗi gia đình thì Huyền nghĩ nó lại mang một cái ý nghĩa khác. Các gia đình hiện nay thì vì bận rộn cuộc sống, vì lo học hành, có lẽ chúng ta cái thời gian để chúng ta ở bên cạnh nhau tham gia những cái hoạt động như thế này không phải là nhiều. Chính vì vậy đây là một cái cơ hội tại sao mà các gia đình cùng tham gia với nhau, bởi vì nó rất là vui, thêm cái sự gắn kết ở trong gia đình nữa. Và bản thân Huyền cảm nhận được điều đấy trong chính mái ấm của Huyền. Vâng ạ, con cũng nghĩ như thế. Bỗng nhiên chúng ta xuất hiện một sự kiện mà mang lại cho chúng ta những lợi ích không chỉ ở bản thân chúng ta mà còn mang lại được lợi ích cho cộng đồng, thì chắc chắn đây là một sự kiện rất là giá trị và rất là ý nghĩa. Vậy thì một câu hỏi cuối cùng con muốn dành cho cô Huyền đó là không biết theo cô thì hoạt động này đã giúp các gia đình chúng ta xây dựng được cái thói quen tập luyện thể dục thể thao như thế nào ạ? Huyền nghĩ là đây là cái khởi đầu cho một cái giai đoạn mới. Bởi vì có lẽ các gia đình cũng có một cái thói quen đó là tập thể dục thể thao trong rất là nhiều năm, bởi vì đấy là cái tiền đề để giúp chúng ta có cái nền tảng sức khỏe tốt. Tuy nhiên với cái điều kiện đại dịch vừa qua trên toàn thế giới thì có lẽ chúng ta đã bị thay đổi một chút trong cái nhịp sống hàng ngày. Chúng ta muốn ở nhà nhiều hơn và có thể là hơi cảm thấy hơi chây lười hơn một chút. Tuy nhiên điều đó không tốt cho sức khỏe một chút nào, mà chúng ta hơn ai hết chúng ta hiểu sức khỏe rất là quan trọng trong thời điểm này để chúng ta có thể góp phần cùng nhau đẩy lùi đại dịch. Có lẽ chính vì vậy mà hãy xây dựng lại cái thói quen tốt đó là tập thể dục hàng ngày ạ. Cảm ơn chia sẻ của cô Khánh Huyền ạ, và con xin chúc cho cô cũng như em Trang Nghi ngày hôm nay sẽ có một buổi chạy thật là ý nghĩa và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn con, và Huyền cũng chúc cho tất cả các bậc phụ huynh cũng như là các con của trường Vinschool sẽ có một giải chạy thật vui và ý nghĩa nha. Dạ, xin được cảm ơn cô Khánh Huyền và xin trở lại đầu cầu với MC Thùy Dương ạ. Vâng, từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, Edurun 2022 thực sự trở thành một sự kiện không khoảng cách. Rất nhiều phụ huynh và học sinh đã sẵn sàng cho Edurun Day ngày hôm nay. Ngoài việc có thể tận hưởng một buổi sáng cuối tuần vui vẻ, rèn luyện sức khỏe, thì chúng ta còn có cơ hội nhận được một chiếc xe máy điện Vento của thương hiệu VinFast trị giá 56.350.000 đồng và rất nhiều những phần quà thú vị khác đến từ Vinpearl Discovery Gen Story khi hoàn thành 5km sớm nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Ai sẽ là người tiếp tục với chúng ta trong sự kiện ngày hôm nay? Chúng ta hãy cùng đón xem nhé! Đầu cầu Tham City xin chào MC Thùy Dương. Dạ vâng, tôi đang đứng cạnh diễn viên Thanh Hương, một phụ huynh hết sức nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường và đặc biệt là trong công tác thiện nguyện. Mặc dù chị rất bận rộn nhưng chị luôn đồng hành và ủng hộ các sự kiện Edurun trong các năm qua. Dạ vâng, xin chào chị Thanh Hương. Chị có thể cho biết lý do vì sao chị và gia đình luôn đồng hành cùng với Edurun trong các năm qua được không ạ? Chắc chắn rồi, đây là một cái may mắn của Thanh Hương khi mà được tiếp tục một năm nữa được đồng hành với giải chạy Edurun của trường Vinschool. Và có hai lý do mà Hương nhớ ngay tại đây. Lý do đầu tiên là Thanh Hương đang có hai cô công chúa đang theo học tại trường này. Nên là khi mà được một cái lời mời trước hết là từ các con về chia sẻ lại với mẹ và sau đó là lời mời từ nhà trường thì Thanh Hương sẵn sàng tham gia. Cái thứ nhất là Thanh Hương rất là muốn là luôn luôn trên tất cả các chặng đường đi với các con mình được đồng hành với các con. Và cái thứ hai nữa là Thanh Hương cũng biết là thông điệp mà giải chạy mang lại đó chính là thông điệp nó rất là thiện nguyện và rất là tuyệt vời. Nên là mình không cần phải suy nghĩ gì nhiều và mình đã đồng ý luôn. Và thêm một cái điều nữa Hương cũng rất muốn chia sẻ. Mọi người cũng biết là đợt dịch cũng vừa rồi thì cũng đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta và đặc biệt là tới sinh hoạt của các bé nữa. Nên là một cái giải chạy mà vận động nhiều như thế này thì anh Hương cảm thấy rất là vui. Cái thứ nhất là có thể rèn luyện được về thể chất cho các con. Và cái thứ hai là các con được gặp các bạn, được giao lưu, được tham gia một cái hoạt động ngoại khóa như thế thì Hương nghĩ là nó vừa ý nghĩa và cũng rất là bổ ích nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Toàn bộ số tiền mà gây quỹ được của Edurun 2022 sẽ được Vinschool xây dựng trường cho các trẻ em nghèo. Theo chị thì ý nghĩa của việc này đối với xã hội và cộng đồng như nào ạ? Đây là một điều rất là tuyệt vời mà không thể nói thành lời bây giờ. Và Thanh Hương cũng rất là mong mỏi rằng nhà trường sẽ có thêm thật là nhiều những giải chạy hoặc là những cái giải khác cũng giống như Edurun để các con có cơ hội được chia sẻ cái tình cảm của mình đến với những người, đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Và đây cũng Thanh Hương nghĩ rằng đây cũng được coi là một bài học, một giờ học, nhưng mà một giờ học đặc biệt mà các thầy cô muốn gửi gắm tới các con. Chúng ta vẫn dạy các con là phải làm người tốt. Chúng ta vẫn dạy các con rằng phải biết yêu thương và chia sẻ.
Nhưng mà những kiến thức đó có khi là chúng ta sẽ học ở trên trường, còn đây là hành động thiết thực. Các con sẽ được làm những điều tuyệt vời đó, sẽ được chia sẻ và được hiểu một điều rằng là cuộc sống này phải có những cái yêu thương như vậy. Cuộc sống này là cần phải có tập thể. Và một mình thì không thể làm thành một cái ngọn núi cao và đẹp được, mà đâu đó trong cuộc sống này có những hoàn cảnh khó khăn hơn, chúng ta hãy dang rộng vòng tay để có thể hỗ trợ những người như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã đồng hành và cùng với ủng hộ với Edurun của Vinschool. Xin trở lại với MC Thùy Dương ạ. Chỉ còn ít phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu thử thách chạy 5 km của Edurun ngày hôm nay. Đừng rời khỏi màn hình trước khi hiệu lệnh xuất phát được đưa ra. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một người chạy vô cùng tích cực, một người chạy mà đạt được rất nhiều những thành tích ấn tượng ở trong hai mùa chạy vừa qua. Đó chính là thầy Stuart McLay, giám đốc đảm bảo chất lượng giáo dục và giám định tại Vinschool. Xin chào Thùy Dương, xin chào các bậc phụ huynh và các thầy cô. Tôi đã đứng cạnh thầy Stuart. Thầy là người đã gắn bó với Edurun trong suốt 2 năm qua kể từ khi thầy gia nhập Vinschool. Và thầy cũng là một người chạy bộ rất tích cực nữa. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao thầy lại luôn ủng hộ Edurun như vậy nhé. So, what motivates you to actively participate with Edurun during the past 2 years? I think first of all, I really enjoy running. So anything that combines running as well as raising money for charity has to be a win-win scenario for me. I think the other thing is that, you know, I'm a great believer in the interconnectedness between physical health and mental well-being. We're all very busy people and there's so many things to enjoy in life, but there's pressures too. And I think as both adults and children, if we can get a balance in our lives and use physical activity to help get that balance, again, I think that's a really positive thing to do. And finally, I think the one thing that I would also add is that there are over 4,000 people who've already committed to the EduRun 2022 app. That's 4,000 people who are all running to raise money for people less fortunate than ourselves, which again is a very inspiring thing in itself. So what do you think about this year's topic, which is Race for Kindness, as well as the mission of EduRun? I think the idea of Race for Kindness makes so much sense, and I think it works on two different levels. First of all, on a very, very simple, straightforward level, the idea of raising money for people less fortunate than ourselves is definitely a kind thing to do. But the other thing in relation to the Vinschool mission, which is all about creating success-orientated citizens who will contribute to their local, national and international communities, also relates really well to kindness, which is a foundational trait in what we're hoping to achieve and what we aspire to for all our Vinschool constituents. How often do you think children should exercise? That's a really good question. Of course, there's lots of ways to stay healthy as children, as young adults. But if you look at the research and you talk to medical professionals, they would say that you probably need to exercise for at least an hour every day, 60 minutes. But of course, that doesn't have to be done in one go. And for many of our students, that can be incorporated within their day at school. So it might be a vigorous walk to school on a morning, the activities they do in PE, or even the activities they do at break times or in other lessons. I think in addition to that, what medical professionals would say is if you can incorporate within your week maybe 3 sessions of running and cycling, then you probably have a perfect recipe for staying fit and healthy as a young child or adult. Thank you very much for your useful information, and I hope that you will be one of the first ones to have completed the 5 kilometers run today. Thank you. I'll do my best. Là một người bận rộn, tuy nhiên thầy Stuart vẫn luôn duy trì thói quen tập thể dục thể thao chạy bộ của mình. Mong rằng điều này phần nào đó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn Vinser, nhất là sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch bệnh. Và cũng hy vọng rằng qua EduRun, các bạn học sinh sẽ có thêm một thói quen mới, tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của phụ huynh học sinh về nội dung này nhé. Vâng, thưa anh, thời gian vừa qua thì các bạn nhỏ ở nhà về phòng tránh dịch Covid-19. Như vậy là các cái hoạt động về thể chất cũng không được thực hiện. EduRun 2022 được tổ chức trong suốt gần một tháng vừa qua như là một cách giúp các bạn vận động và làm quen với các thói quen luyện tập thể thao. Là một phụ huynh học sinh thì anh đánh giá như thế nào về ý nghĩa của hoạt động này đối với các em học sinh ạ? Thực ra lúc mà con tôi ở nhà suốt cái đợt dịch vừa rồi, cái nỗi lo cho nó về kiến thức một
nhưng mà nỗi lo về cái sức khỏe tinh thần và cái thể chất của nó ấy, gấp 10 lần cơ. Có cái hoạt động Edurun này thì con tôi háo hức từ sớm. Nó bảo là bố mẹ chuẩn bị giày dép xong rồi nước uống cho con chưa, đi đi không muộn, nó giục bố mẹ liên hồi. Có nghĩa là nó rất háo hức. Thực ra là tôi hy vọng là cái tôi nhìn thấy được là cái Edurun này nó tạo được cái động lực cho con trong việc là một là hoạt động tham gia hoạt động cộng đồng, hai là nó cũng hứng thú hơn với cả những hoạt động thể dục thể thao. Vâng, Edurun không chỉ đơn thuần là một hoạt động chạy để rèn luyện sức khỏe, và với mỗi km của người chạy thì Vinschool sẽ trích 2.000 đồng để gây quỹ xây trường cho các trẻ em nghèo. Hy vọng trong ngày Edurun Day mùng 8 tháng 5 ngày hôm nay, anh Hoàng cùng con của mình sẽ đóng góp những bước chạy của mình và cùng lan tỏa những điều ý nghĩa. Mỗi km là được 2.000 đúng không ạ? Có nghĩa là chạy 5 km mới được có 10.000. Mặc dù thực sự đối với tôi 5 km nó khó khăn lắm. Tôi chạy nửa cây đã thấy mệt rồi. Nhưng mà nghĩ lại chẳng lẽ mình không đóng góp được 10.000 cho các em học sinh. Ok, thành ra tôi nhất định hôm nay là gia đình sẽ cố gắng hoàn thành cái mức chỉ tiêu đấy. Chào anh. Cảm ơn thầy. Để hưởng ứng cho ngày chạy Edurun, tập thể giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường tiểu học Vinschool The Harmony cũng đã chọn ngày này để cùng chạy và cùng quyên góp cho quỹ từ thiện Edurun. Giờ này thì mọi người đã có mặt tại điểm xuất phát và đang chờ đợi hiệu lệnh xuất phát từ chương trình rồi ạ. Vậy nên chúng ta hãy cùng trò chuyện với ban giám hiệu và các phụ huynh học sinh để xem họ đã chuẩn bị như thế nào cho ngày chạy hôm nay nhé. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị phụ huynh, các học sinh, các thầy cô giáo và toàn thể quý khách đang tham dự chương trình chạy offline Edurun tại trường tiểu học Vinschool The Harmony ngày hôm nay. Trong suốt những tuần vừa qua, khi chúng tôi khởi động chương trình chạy này Run for Kindness thì chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành của rất nhiều cán bộ nhân viên, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ tất cả các quý vị phụ huynh. Đã có rất nhiều người truyền cảm hứng cho chúng tôi. Bên cạnh tôi ngày hôm nay, đó là một phụ huynh học sinh vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng chạy các runner, anh Phạm Duy Cường, và nickname của anh là Dr. Dẻo. Và tôi xin phép được hỏi anh Cường một câu hỏi để giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm cho buổi sáng ngày hôm nay. Thưa anh, là làm thế nào để có thể đạt được cái thành tích 5 km chạy một cách tốt nhất trong buổi sáng ngày hôm nay ạ? Đầu tiên, các bạn lưu ý đến việc là chúng ta sẽ phải khởi động thật kỹ, cho dù là 5 km thôi. Nhưng nếu các bạn không khởi động kỹ, các nhóm cơ trên cả cơ thể, đặc biệt là chân, chưa sẵn sàng để vận động với một cường độ cao, thì có thể các bạn sẽ bị chuột rút hoặc là không hoàn thành được những cái km cuối cùng. Cho dù 5 km thôi nhưng vẫn có thể các bạn sẽ bị chuột rút và bỏ cuộc đấy. Thứ hai là khi nhập cuộc đừng quá hào hứng. Các bạn đừng chạy quá nhanh ngay từ đầu, mà hãy cố gắng chạy đều. Và đến km cuối cùng, còn 1 km nữa, nếu các bạn sung sức thì các bạn hãy bứt tốc và hút đích. Còn các bạn đã xác định rằng mình sẽ đạt giải, thì một lời khuyên, các bạn hãy luôn luôn đứng trong top 3. Và nếu có thể, hãy đứng ở vị trí thứ 2 và luôn luôn ngay sát vị trí thứ nhất, và để cho 1 km cuối cùng các bạn có thể vượt qua họ, gút đích để chiến thắng. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng cụ thể và vô cùng rõ ràng từ phía anh Phạm Duy Cường, Dr. Dẻo của chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng cho hoạt động này rồi. Xin được cảm ơn những kinh nghiệm mà chú Cường đã chia sẻ. Vừa rồi, chúng ta đã được trò chuyện với những phụ huynh học sinh và những người chạy vô cùng tích cực tham gia vào giải chạy Edurun 2022 được diễn ra trong suốt một tháng vừa qua. Và chắc hẳn bây giờ mọi người đều đang rất nóng lòng chờ đợi lượt chạy đặc biệt của Edurun Day với cự ly là 5 km. Chúng tôi sẽ không để các bạn chờ lâu hơn nữa. Ngay khi hiệu lệnh xuất phát của chương trình được đưa ra, các bạn hãy bắt đầu hành trình của mình. 3, 2, 1, xuất phát! Hiệu lệnh xuất phát của chương trình vừa được đưa ra, chúng ta sẽ có hàng trăm, hàng nghìn runners đang bắt đầu cự ly chạy 5 km của mình. Ban tổ chức đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả mà những người chạy gửi về. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương VinFast, nhà tài trợ bạc Vinpearl Discovery và Gen Story, nhà tài trợ đồng hành VinWonders và 100 Plus. Xin được cảm ơn các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đã cùng Vinschool lan tỏa thông điệp chạy vì giáo dục, chạy vì sức khỏe và chạy vì cộng đồng thông qua việc tham gia Edurun 2022. Xin chúc các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các bạn học sinh sẽ có một ngày thật ý nghĩa và nhiều niềm vui.